Chào mừng các bạn đã đến với webshop tháng 12 của Cụ Âm Chân Kinh. Chào xuân năm mới 2018, Cụ Âm Chân Kinh may mắn cho các bạn cơn bão item đồng giá trị 4.500 đô xu. Mặt tử kiếm pháp, thần phong quyết, thiên la vũ, bộ võ học được yêu thích nhất của Âm Chân Kinh, Phật Tâm Chưởng, võ thánh công pháp, phá liền bát trướng, phong vật chí ngân hồ câu, phong vật chí tú ẩn tri dung cầu. Chỉ 4.500 vô xu một item từ ngày 29 tháng 12. Gói tân xuân với nhiều vật phẩm ưu đãi chỉ 500 vô xu. Còn chần chờ gì nữa, hãy mua ngay đi thôi. Chi tiết tại cuaam.vosu.vn.